Và bây giờ là vòng 3 bí mật của chàng. Chúng ta hãy cùng khám phá hai chiếc điện thoại của Đại và Đức Anh nhé. Xin mời. Đại ơi, trước đó em làm cái gì? Thật ra trước khi trở thành một diễn viên và MC thì em là một trong những hướng dẫn viên du lịch. Cũng thích công việc đó lắm, nhưng mà 3 năm về trước, trong lúc dẫn tour thì đoàn của em là có 300 khách. Vô tình lần đó gặp tai nạn thì 3 khách đã bị qua đời vì bị ngạt nước á. Và từ đó em bị ám ảnh luôn, chuyển sang công việc MC tới bây giờ. Lúc đó cảm giác trong đầu em như thế nào? Em cực kỳ sợ, bởi vì ngay cái lúc chìm tàu đó thì em không biết làm gì hết. Trên tay cầm laptop, trên tay cầm tất cả mọi thứ để chuẩn bị chương trình gala trong buổi tối. Và sau cái đó thì cái kinh nghiệm của em, khi một cái sự hỗn loạn xảy ra thì cần cái gì nhất? Cứ bình tĩnh, phải tìm cái nơi nào mà chống người để cho những người khác cứu. Đừng có nên vào những cái chỗ đông người, thì ví dụ như người họ không biết bơi á thì họ sẽ bám vào mình, thì mình sẽ đuối nước theo họ luôn. Nhưng mà thật sự 300 người mà cứu được như vậy, anh cũng nghĩ là rất là may mắn. Chia sẻ với em về cái công việc đó, nhưng nhờ công việc đó em lại có nhiều kinh nghiệm sống hơn, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Như vậy thì em đã đi nhiều nè, gặp nhiều nè, thì những cái gì trong điện thoại của em ghi lại nó sẽ sâu sắc hơn. Chị mong muốn là được nhìn thấy cái màn hình của em. Thực ra thì hình của em á, tất cả đều trên Facebook hết, trong album không có, tại vì bộ nhớ nó quá ít. Vậy cho chị xem hình Facebook được không? Dạ được. Trong Facebook cũng là thú vị lắm á, tại vì đi tới đâu á mình cứ hay chụp rồi mình up cho bạn bè xem luôn. Dạ đây ạ. Ai đó? Cái này là một trong những cái vai diễn em vừa đóng. Cái này em chụp mẫu cưới. Ồ, đẹp quá, cho chị xem một tấm đi. Dạ, đây là một trong những vở kịch em vừa diễn. Em đang diễn ở đâu ạ? Dạ đây là một trong những vở kịch cà phê thôi chị. À, kịch cà phê. Dạ đây là tấm hình cách đây rất là nhiều năm rồi, 4 năm về trước. Ờ ôm nhôm nhách à. Lúc này còn làm hướng dẫn viên nè. Ờ dạ đúng rồi, lúc này còn làm hướng dẫn viên. Hiểu một ít về anh chàng này rồi con. Đức Anh, em vào đây bao nhiêu năm rồi? Em vào được hơn 1 năm rồi. Khó khăn gì khi em vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp? Khó khăn nhất là quãng thời gian đầu tiên của em thì em cũng chia sẻ là 1 năm về trước. 1 năm về trước em phải mượn tiền của bạn. Mượn bao nhiêu? Mượn có 1 triệu à. Có trả cho người ta chưa? Dạ chưa. Trời ơi, nhớ trả ngang, 1 năm rồi mà chưa trả 1 triệu, coi cũng kỳ. Từ lúc em vào thành phố Hồ Chí Minh thì trong người của em chỉ có 1.500.000 đồng thôi. Mua vé như này như kia là hết mất rồi. Cũng phải bán cả laptop rồi như này như kia để sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em không quen ai hết, em không có tiền luôn. Em vào đây em ở đâu? Em vào đây thì cũng may mắn một chút là có họ hàng xa. Thế em ở ké. Vâng, em ở ké được 1 tuần. Nhưng mà khi mà mình ra ngoài sống, mình tìm được nhà rồi, chắc phải hơn 1 tháng. Em chỉ ăn mì gói không à. Và 1 tháng đấy em sụt mất 5 ký. Và trong 1 tháng đấy em cũng cố gắng tìm hiểu những nơi và đi hỏi xem ở đây có cần người hát không, rồi em cũng hát này kia. Thì thực sự là khi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh rất là khó. Và chị có bảo em tại sao em gan vậy, tại vì thực sự là trước đây thì em đã đi nghĩa vụ quân sự 3 năm rồi. Thì bố mẹ em làm nghề gì? Mẹ em thì nội trợ ở nhà thôi, còn bố em thì làm công an. Hướng em theo luôn. Vâng, thì em đã đi rồi, em đi được 3 năm rồi. Hôm nay em muốn nói gì ba không? Con muốn sống cái cuộc sống mà con đang chọn, sống với âm nhạc. Từ nhỏ đến bây giờ em cũng ít nói chuyện với bố lắm, nhưng mà em biết chắc chắn một điều, bố em cũng rất là thương em. Và kể cả cái lúc mà em ra sân bay đi thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, em chỉ đứng đến một mình thôi, mẹ cũng ở nhà, bố cũng ở nhà, nhưng em biết chắc chắn một điều là bố em nó khóc ở nhà. Tại vì bố mẹ lúc nào cũng thương con. Đúng rồi. Em tin điều đó. Em tin vào điều và đấy. Và chị cũng tin là khi bố nếu có xem chương trình này, bố sẽ thấy em già đi hẳn. Sau 1 năm, Đức Anh đã già đi rất nhiều rồi đó chú. Con cũng không biết chú là ai, nhưng con mong là đây là một cái tần số và cái rung động thiệt. Nếu Đức Anh có quen một người bạn gái ở đây, có nghĩa là anh ta đã trưởng thành, anh ta có thể thành lập một cái gia đình, có thể chọn được cái nghề của mình. Và cũng như Đức Anh nói, sướng khổ bạn ấy chịu đã xuống 5 kg ăn mì trong 1 tháng và đã đi cả cái đất thành phố Hồ Chí Minh này để kiếm được công việc làm thì không phải chuyện dễ dàng. Và con mong chú là cứ yêu Đức Anh như từ đó tới giờ, nhưng mà chú hãy cho Đức Anh chọn cái mà Đức Anh muốn. Em có hình gia đình không? Không. Tại sao đi xa mà không có hình gia đình? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều người yêu cầu em hát, thì là có những ca khúc liên quan đến gia đình, ví dụ như mẹ tôi hay gì ấy, em luôn luôn từ chối. Em sợ em không kiểm được cái cảm xúc của mình khi hát những cái bài đấy. Và ảnh cũng vậy. Nhưng mà nếu hôm nay yêu cầu em hát được không? Vâng. Cho chị một câu mẹ tôi đi. Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi. Thôi chắc em chỉ hát như vậy thôi. Nếu như ba của em thay đổi suy nghĩ, đồng ý và muốn em trở về để làm cái đam mê của em thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Em sẽ vui vì thứ nhất là ba đã cuối cùng đã đồng ý với con đường mà em chọn, nhưng mà em vẫn muốn làm điều em chọn với
thành phố Hồ Chí Minh. Sống theo cái đam mê của mình cái đã, tại vì em mới 25 tuổi thôi. Nhưng nhớ là khó nhất, buồn nhất vẫn phải gọi điện về cho bố mẹ nha. Cho chị coi vài tấm hình trên cái máy em coi em làm gì trên máy đó. Dạ em thì cũng như anh Đại thôi ạ. Là hình của em thì em post lên Facebook hết. Vô Facebook coi hình. Ở đây là Facebook của em ạ. Nguyễn Đức Anh, các bạn thân mến, ai có tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, sinh nhật gì đó, gọi số điện thoại đó Đức Anh sẽ xuất hiện liền ngay lập tức. Hợp lý, hợp lý. Cái này là cái thời điểm một năm trước khi em còn tóc. Và đây là những cái ảnh mà em hát. Và đây là những ca khúc mà em cover lại ở trên kênh của em. Các bạn thích cứ comment vào đấy thì mình sẽ cover lại dành tặng cho các bạn. Các bạn yêu cầu Đức Anh hát bài gì, Đức Anh sẽ cover lại cho các bạn luôn nha. Kết bạn ồ ạt vô nè, chia sẻ cho mọi người nè. Chủ yếu toàn hình ảnh đi hát coi. Vâng, ở Facebook của em thì toàn là hình ảnh đi hát thôi ạ. Hương nghĩ là hai bạn này đều có kinh nghiệm sống rất nhiều. Bây giờ chị nghĩ cái người khó khăn nhất số 3 trong kia. Vậy thì chương trình sẽ dành cho Đông Nghi một ít phút nha. Bạn sẽ tự khám phá hai cái điện thoại của hai anh chàng này. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, hãy cùng Nghĩ Di Lạc trong vòng ít phút nha. Bây giờ chúng ta cùng đi đến quyết định cuối cùng. Mời hai chàng trai đến đây. Giây phút hồi hộp, xin mời. Đây sẽ là một lựa chọn rất khó khăn cho bạn Đông Nghi. Bây giờ Vị Khương xin mời Đức Anh và Trí Đại giơ điện thoại mình lên. Và chúng ta sẽ đếm ngược nhé. 5. Cái cách mà bạn trình diễn rồi xong rồi lắc lư theo nhạc á, cảm giác bạn một người rất là dễ thương, cá tính với lại là rất là năng động nha. 2. Cô số 3 thì khi mà cô ấy bước ra em nghĩ rằng là ôm sao dễ thương vậy. 1. Một lần nữa đi bạn. Anh cần một người nấu cho anh ăn và anh vừa ăn cùng thôi. Còn món gì thì miễn là người mình thương nấu cho mình là mình ăn à. Công sức Hương với lại Trương Tế Vinh nói quá trời luôn. Đông Nghi đã không gọi cho ai hết. Vậy bây giờ chị muốn nghe cảm xúc của Đông Nghi. Dạ, thật sự thì sau khi nghe hai phần chia sẻ của hai anh, ở trong em rất là cảm động. Nhưng mà em cảm nhận em đã bị loại ngay từ những giây phút đầu á. Có nghĩa là bản thân em nó rất là hụt hẫng. Và em nghĩ nếu mà chỉ là một cái phần trình diễn tài năng nhỏ mà mấy anh đã đổi tiêu chí chọn em rồi, tự nhiên em cảm thấy cái sự lựa chọn đó nó không được chắc chắn và bền vững cho em. Trời ơi, đúng là đạo diễn không? Họ sẽ nhìn tổng thể. Tôi nghĩ Đông Nghi cũng có cái đúng. Tại hồi đầu thì hai bạn đều chọn bạn số 4. Bản thân mình cũng hơi bị buồn một tí. Và cái sự giải thích của Đông Nghi thì Việt Hương hoàn toàn đứng về phía em, là bạn với hai bạn này trước, rồi sau đó có tình cảm hay không tính sao. Đức Anh, cho chị biết cảm giác của em như thế nào. Thật sự là từ lúc đầu thì mình có ấn tượng với cô gái số 4 thật. Nhưng mà lý do duy nhất mà mình chọn cô gái thứ 3 là tại vì mình hỏi câu hỏi cuối cùng đấy và cô ấy trả lời đúng như mình muốn, nên là cũng hơi buồn một chút. Em mong anh đừng giận em. Chí Đại, cảm xúc của em lúc này thì thật sự cũng đồng cảm với cái việc mà nếu như mà cương vị là một người đứng trên kia đến đây để tìm một nửa kia của mình thì chắc có lẽ là rất là hụt hẫng. Vậy thì bây giờ nha, hai bạn một lúc quay xuống nhìn Đông Nghi coi có phải là mẫu bạn gái các bạn đã muốn chọn thì không. Mời hai bạn. Hello em. Chào anh. Sao ạ? Đức Anh, em quay lại thì phải đây là cái người em muốn lựa chọn không? Xinh xắn, dễ thương, miệng mớm mớm, có duyên quá à. Đúng là có duyên thật. Anh không biết nói gì bây giờ cả. Với em nha, có thể sau chương trình này thì tụi mình kết bạn trước đi. Xong rồi ví dụ trong các hoạt động nghệ thuật mình vô tình gặp nhau rồi, hay là mình lại tiếp tục được những mối quan hệ khác thì biết đâu được. Em là đạo diễn mà, tương lai em sáng lắm. Biết đâu được, tự em tạo cơ hội cho em rồi sao. Một bên em mướn về làm MC trong chương trình của em, bên đây em mướn về hát trong chương trình của em, bên kia nữa kìa, diễn viên bên kia nó cũng ăn không ở rồi lắm em.
Lúc đó em đứng micro trên kia kìa, em sẽ nói là em là Đông Nghi đây, em là đạo diễn chương trình này, em mời ba anh về làm chương trình cho em ha. Dạ cũng được đúng không ạ? Thôi thì còn cái duyên nữa, còn cái tần số rung động do bạn gái nữa. Chúc ba em thành công trên con đường nghệ thuật ba em đã chọn. Chương trình chúng tôi thật là thú vị phải không quý vị? Có thể là không chọn là tình yêu, nhưng chọn là cùng tần số rung động là bạn bè. Và nhớ giờ phát sóng của chúng tôi là 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Quen là ăn ngon, mặc đẹp và đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Em rất thích Doraemon, rất thích phim hoạt hình. Thì không biết là hai anh bên dưới coi nào thích phim hoạt hình giống quen không ạ? Không phải, cái em có màu hồng, nó tươi sáng, màu đẹp vậy. Nhìn ngọt ngào, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt hình hết trơn đi. Mình đã có một người ông xã tội kèn lãng mạn vậy đó. Dạ. Thì mình giới thiệu Hoàng cho nhỏ em mình ngồi ngay nhé.